băng tuyết phủ kín núi đồi, cây cỏ, băng đóng chặt đường dây, trạm biến áp. Nhiệt độ nhiều nơi xuống âm 1, âm 2 độ C, giá rét như cắt da cắt thịt. Trong bối cảnh đó, những người thợ điện miền Bắc vẫn dầm mình trong băng giá để thực hiện nhiệm vụ. Ngày 25 tháng 1, đỉnh Mẫu Sơn đã xuất hiện nhiệt độ thấp nhất tính từ đầu mùa đông, với mức nhiệt âm 2,9 độ C. Băng giá đã xuất hiện dày đặc tại đây từ đêm 22 tháng 1, bao trùm trắng xóa núi đồi, cả không gian như một chiếc tủ đá khổng lồ anh em ạ. Không chỉ khiến cây cối, hoa màu bị hư hại, gia súc gia cầm đổ bệnh, băng tuyết bám đầy đường dây, trạm biến áp, còn tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố hệ thống điện. Chính vì vậy, dù giá rét hiểm nguy, anh em thợ điện vẫn có mặt trên mọi nẻo đường. Cái địa bàn là có cái đặc thù nó diễn ra cái băng tuyết này thì với một số bà con cũng như du khách thì rất là thích thú, nhưng đối với chúng tôi công việc nó cả là một vấn đề, cả một cái sức nặng cho chúng tôi trong cái công tác quản lý vận hành và đảm bảo cấp điện cho bà con. Trong cái kế hoạch giảm sự cố, xử lý sự cố thì hàng năm chúng tôi vẫn lập lên dự báo thời tiết, thông tin truyền thông và thông tin lên, thì tối ngày 22 thì chúng tôi đã phải cử người lên để nắm bắt tình hình kịp thời cũng như là xử lý các cái tình huống xảy ra. Thì chúng tôi đã họp bàn và tổ chức và giao nhiệm vụ cho từng bộ phận và cũng có những cái kế hoạch rõ ràng từ chỗ ăn, chỗ nghỉ, vì trên này là chúng tôi không có nhà trực mà phải nhờ nhà dân. Khu vực xã Mẫu Sơn, Lạng Sơn hiện có 7 trạm biến áp cấp điện cho hơn 300 hộ dân với hơn 30 km đường dây trung thế, trên 10 km đường dây hạ thế. Riêng khu du lịch Mẫu Sơn có 5 trạm biến áp, Điện lực Lộc Bình đã chủ động nắm bắt tình hình thời tiết, bố trí nhân lực túc trực, kiểm tra thường xuyên 24/24 giờ, đảm bảo việc cung ứng điện, sẵn sàng kịp thời khắc phục ngay sự cố. Ở trên này gió băng giá này chân tay là lạnh cóng, nhưng với cái điều kiện bảo hộ lao động cũng như các trang bị làm việc của công ty Điện lực Lạng Sơn thì anh em cũng đủ ấm để thực hiện công việc, không có ngại ngùng. Kể cả đêm hôm nó xảy ra sự cố, anh em vẫn cứ khắc phục để kịp thời đảm bảo cung cấp điện. Vì có những cán bộ, nhân viên điện lực luôn ứng trực, làm việc ngoài trời giữa băng giá như vậy, nên hệ thống điện vẫn luôn được đảm bảo, dòng điện vẫn an toàn, liên tục thắp sáng dù thời tiết khắc nghiệt. Ngành điện thì đã thực hiện cái kế hoạch quy chế phối hợp giữa cấp ủy chính quyền với lại là điện lực thì thường xuyên kiểm tra đường điện. Với mấy ngày giá rét như này, lượng khách lên đến trên này thì sẽ tăng gấp đôi gấp ba so với những ngày bình thường. Điện thì cũng sẽ dùng nhiều gấp đôi gấp ba, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì các anh thợ điện cũng đã lên kiểm tra sát sao. Hiện tại là mạng lưới điện vẫn đang ổn định. Dự báo giá rét, băng tuyết vẫn còn có thể xuất hiện nhiều trong những ngày tới. Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các đơn vị trực thuộc đã và đang tiếp tục triển khai các phương án đảm bảo điện và sẵn sàng ứng trực 24/24 giờ để khắc phục sự cố. Bóng các anh áo cam vẫn như những ngọn lửa kiên cường trong tuyết trắng.